Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái mẫu mạch HA8620 ha. Thì mẫu mạch này cũng khá quen thuộc của anh em, nhưng mà ở đây vo mạch đã thay đổi ha. Mình đã thay đổi, mẫu mạch bên trong đã thay đổi. Đó. Tiếng ca tốt hơn, bass đánh mạnh hơn. Đó. Đây, trong vo mạch keo cơ tuyệt vời ha. Đây. ICC8620B. Rồi. Thì đối với mẫu mạch này công suất 80W cho phép mình sử dụng lo 3 tắc đơn hoặc là 2 tắc đôi. Thì đối với mẫu mạch mới này công suất nó tăng cường lên. Mạnh hơn, mạnh mẽ hơn. Đó thì cho phép mình tải luôn chép 20 này, một lo chung này. Bass này bass HA này. HA chuyên cho lo bass HA đánh cực tốt luôn ha. Đây, lắp cặp micro, cặp micro UHF ha. Xếp được tần số và chỉnh được âm lượng, mic loại tốt ha, xịn ha. Ok, đang lắp bình ắc quy này ha. Rồi, mình thử test mic, tiếng micro coi mượt hay không ha. 1 2 2 6 9 9 9 1 2 2 6 Ok, thì đối với cái mẫu mạch này thì bắt buộc mình phải xịt bình ha. Thì kèm thêm một adapter 15V để mình sạc bình ha. Đây, đang lắp bình Micron Auto Chép Bass Volume. Một cổng micro. Này ngó vào đã sạc bình này. Đây, cổng đỡ gắn cái bình bên ngoài. On off ha. Rồi bên trong bo mạch cho phép mình lắp cái đèn led 12V. Bỏ ra micro này, không dây này. 5V cho phép mình lắp micro 8V, 5V đầy đủ hết. Ok chưa? Rồi thử tiếng micro một lần nữa ha, có mượt hay không ha, tiếng ca tốt hay không ha. 1 2 2 2 6 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
đó, không có âm gió là không cao được. Đó, giờ mình thử thử nhạc. Ca thử một cái đoạn nhỏ thử ca hay không ha. Tìm màu sân chân ái, thiên đường sắm đẹp Lost Beauty trên Lazada cho mọi gu. Ok ha, tiếp đoạn nhỏ cho các anh em xem có thứ tiếng K ok không, good hay không ha. Đây thì cái mẫu bo mạch này gọi là mẫu bo mạch HA8600 ha, sử dụng ISO CS8627E công suất 80W.
cho lô kéo 80W hoặc là 2 tấc đôi ha. Đây, video mình kết thúc tại đây ha. Đó.